cả ba bộ phim nhất phiên của Dương Tử và Tình đều chạm đáy, đây là đỉnh lưu sao. Là Tình phim của Dương Tử khiến nhiều người nghi ngờ năng lực của cô nàng. Cách đây không lâu, bộ phim Nữ bác sĩ tâm lý do Dương Tử và Tình Bách Nhiên đóng chính đã được mua bản quyền chiếu lại trên đài Giang Tô. Tuy nhiên mới đây, rating trung bình cả bộ phim sau khi kết thúc chỉ đạt 0.166%, đây là mức rating cực kỳ thấp đối với một đỉnh lưu lượng như Dương Tử. Điều đáng nói ở đây là trước đó, hai bộ phim nhất phiên khác của Dương Tử cũng chịu cảnh rating chạm đáy. Trước đó, dự án cổ trang Long Châu truyền kỳ của Dương Tử và Tần Tuấn Kiệt cũng được chiếu trên đài Bắc Kinh. Cuối cùng khi kết thúc phim thu về mức rating là 0.14% hay trước đó. Trầm Vụn Hương Phai cũng đã được lên sóng đài An Huy và thu về mức rating là 0.13%. Như vậy, cả ba bộ phim nhất phiên chiếu đài của Dương Tử đều không thu về thành tích tốt. Nhiều khán giả bày tỏ nghi ngờ về khả năng gánh phim của Dương Tử khi chiếu đài. Rõ ràng các bộ phim của cô nàng có mức rating rất thấp. Dù là phim chiếu lại, thế nhưng rất nhiều bộ phim đạt được thành tích khả quan trước đó. Thậm chí, chuyện này khiến nhiều người lo ngại phim của Dương Tử sau này sẽ khó có thể chiếu đài. Dù vậy, không thể phủ nhận được rằng việc chiếu mạng trước rồi mới chiếu đài có ảnh hưởng rất lớn đến thành tích phim. Trước đó, Trầm Vụn Hương Phai chiếu mạng và thu về những thành tích cực kỳ khả quan, thậm chí còn là một trong những dự án phim hot mùa hè. Dù vậy, các fan của Dương Tử cho rằng chuyện này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến thần tượng của họ. Mùa hè năm nay, Dương Tử có Trường Tương Tư lên sóng và hứa hẹn sẽ bùng nổ màn ảnh nhỏ. Liệu sau khi chiếu xong dự án cổ trang này có được mua bản quyền chiếu đài hay không là câu hỏi được nhiều người đặt ra.